tiết là mình đi trễ mùa ha, nếu không chụp hình thì nó sẽ rất là đẹp. Nên nghĩ là người ta trồng mấy cái hoa hướng dương để làm giàu quá cả nhà, chứ không phải lấy hạt để bán đâu. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh đang ngồi ở bên một cái dòng suối. Thì hôm nay tụi Linh đi chơi ở cái khu vực này, không phải là khu vực biển mà là khu vực suối, núi. Tụi Linh Linh đã ngồi ở đây thì Linh đã trải qua một cái chặng đường dài để đi đến và ngồi tới được cái chỗ này rồi. Linh muốn chia sẻ cái công đoạn đường mà tụi Linh đã trải qua ngày hôm nay để cho mọi người thấy là tụi Linh đã leo núi và đến thăm ba con suối này như thế nào. Thì khi mà đến trước khi đến đây, Linh tưởng tượng là con suối này nó sẽ giống như bên Thụy Sĩ, nhưng mà nó khác nhiều lắm. Mọi người xem clip của Linh để biết là nó khác như thế nào nhé. Và nhớ là theo dõi suốt chặng đường chứ đừng có bỏ, cũng ổn lắm nha cả nhà. Tại vì mỗi cái hành trình mình đi qua nó đều có rất là thú vị, và Linh muốn chia sẻ với mọi người và cũng muốn học hỏi của những người làm YouTube á, để xem là bọn mình đi tới đâu và đi ở những nơi nào. Thật ra thì cho Linh nói một tí về cái chuyện YouTube này. Hồi trước khi mà mình bắt đầu mình làm YouTube á, thì Linh chỉ coi những cái chương trình mà mình thích thôi. Sau này thì mình đi giao lưu và Linh thấy là coi mấy clip của mấy cái anh chị hoặc là các bạn trẻ làm YouTube á, thì Linh thấy rất là hay. Có cái tư duy rất là tất nhiên là ngoài những cái phải nói là có những cái clip nó không có ý nghĩa gì, thì bên cạnh đó thì có những người thật sự có tâm để chia sẻ cái việc làm YouTube á, thì Linh thấy rất là hay. Linh học được rất là nhiều trong quá trình mình làm và quay phim, dựng phim, rồi cho mọi người biết về cái công việc của mình và cái đoạn đường mình đi qua hoặc là những nơi mình đi tham quan á. Linh thấy rất là thú vị. Linh cảm ơn tất cả các YouTuber rất là nhiều và những người đã đồng hành xem với Linh dù không làm YouTube, nhưng là giống như là cổ vũ tinh thần bằng cách xem cái YouTube của mình á. Linh cảm ơn cả nhà thật nhiều nhé. Bây giờ Linh sẽ quay lại cho mọi người coi cái chặng đường Linh đến đây là như thế nào. Cho mọi người xem đó.
Mình nhìn mình chưa có thấy hết á, nhất là trong phone đó, chứ ngoài là đẹp lắm nha cả nhà. Ở thuộc khu du lịch giống như cái dòng suối ở bên bên Thụy Sĩ. Nó có vẻ hơi hoang dã hơn, nhưng mà mình không biết là bây giờ bên đây có nhiều nước không nha. Cái dòng suối này, dòng thác này tên là Le Cascadelle. Không biết nói đúng không nha cả nhà. Nước trong vắt. Anh xã mình á, anh leo lên đầu ngọn tháp để anh chụp hình và khám phá. Mọi người thấy không? Mình thấy, để mình zoom vào cho mọi người thấy nha. Đây, anh xã mình đó, 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 đó. Đó. Thiệt tình luôn. Nguy hiểm ha, mà ổng vậy đó. Bởi vậy đi với một cái người đàn ông như vậy thì mọi người hỏi làm sao mà mình không chơi mấy cái trò nguy hiểm cho được, không chơi mấy trò cảm giác mạnh cho được. Nó thiệt, mình cũng muốn leo chung với ảnh nữa, nhưng mà tại vì mình mặc đầm á, với lại mang đôi giày không phù hợp, cho nên hồi nãy đó là mình tới cái dòng nhỏ, bây giờ mình đi tới cái dòng thác lớn hơn nữa nha, lớn hơn nữa nha. Nói ngồi bị lẹo lưỡi tùm lum hết rồi, phải tìm đường đi đây cả nhà. Đường đi xuống cái thác này rất là dốc và có nhiều đá cội, đá nhỏ luôn á cả nhà. Thì mình đi mình phải rất cẩn thận, nếu không thì mình sẽ bị trượt chân, mình té xuống. Mặc dù ở dưới cái vực này thì có nhiều cây, nhưng mà té xuống thì cũng đau lắm. Mình thấy có người đi lên rồi kìa. Rồi, mình nghe tiếng thác. Mọi người có nghe không? Linh nghe tiếng thác rồi đó. Yeah. Mùa xuân á, mà nước lớn thì chắc là ở đây sẽ rất là đẹp. Còn mùa này thì nước thấp quá, cho nên mình chỉ thấy cái đá thôi cả nhà. Đây là cái dòng suối thứ ba nha, khi mà mình tới rồi. Nước thấp quá cho nên mình thấy nó không có hùng vĩ. Mấy cái đoạn đường núi này thật có rất là nhiều nồng nọc. Nó đụng nó nhảy tới trời nè. Cả nhà thấy không? Just one stain. Yeah, I think. Yeah. Dan kunnen we in die plons gooien. Okay, rennen maar. Cả nhà thấy con nồng nọc không? Nồng nọc đây nè, thấy không? Đó, 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 đó. Đây nè. Sorry, sir.
Thank you. Đây, đây. Đây là đây. Nó chạy tùm lum đây nè, đây đây. Đây này, đây này, đây đây đông lắm, xong lắm. Y Linh bắt được nó, thở lắm cái điều rồi. Đây 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 đây, Linh bắt được nó rồi. À, mọi người thấy không? Xả nó về chứ. Nhiều quá nha cả nhà, thấy chưa? À, này 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 lịch luôn. Come on, let's take it back and then almost take that shit. Ja, niet doen. Ben je bang dat je naar beneden valt? Cuối cùng thì nhà Linh cũng lên tới được cái đỉnh hồi nãy mình đi xuống thôi. Chỗ này đi xuống bây giờ mình đi lên nó thiệt nha, quá trời mệt luôn. Y như là vừa đi khỏi cái cánh cổng địa ngục với cả nhà. Vừa đói vừa mệt kinh khủng luôn. Hồi mốt cũng có leo cái đầu mệt quá mệt rồi. Ôi trời mẹ ơi. Giờ là phải đi ăn thôi cái nhà, ăn tất cả luôn, ăn hết trong cái hàng ngày luôn. Quá chứ đói rồi. Lần đầu tiên Linh đi xuống suối chơi á cả nhà. Ủa quên, đi leo rừng leo núi mà không có đem theo đồ ăn á. Tại vì mấy bữa trước cứ nói là thôi để cái giỏ thức ăn khô ở nhà đi. Tại vì không ai ăn hết. Rồi xong cái hôm nay đi xuống đây thì Linh nói rồi, nó giống như mình tưởng tượng là nó giống như là đi xuống cái dòng suối của bên đó, bên Thụy Sĩ á. Cho nên nghĩ chắc ở dưới người ta cũng có bán đồ ăn. Ai ngờ trời ơi, đi xuống dưới xa muốn chết luôn, mấy trăm mét. Không có cái gì ăn, không có gì uống hết, may là có nước không thôi cũng tiêu rồi. Linh nói thiệt là Linh đói dữ lắm luôn rồi đó. Mọi người thấy hồi nãy nói là đi ăn á, mà tới giờ tìm cả gần 2 tiếng đồng hồ mới ra cái chỗ ăn đó cả nhà. Đi vòng vòng cái chỗ này mà nhà hàng bên đây, mọi người coi clip mọi người thấy rồi đó. Linh nói là nhà hàng này mở cửa rất là trễ luôn. 7 giờ rưỡi họ mới mở cửa, mở nhà hàng là sớm nhất đó. Bây giờ mình 6 giờ thì bây giờ mọi người chỉ tới chỗ đây ăn, mà Linh thật sự là không biết là cái chỗ này có đồ ăn không nữa nè. Nó là cái chỗ bên này bán đồ ăn ngon mà mình không biết là có đồ ăn ngon. Linh quạo thiệt luôn á cả nhà. Đi tới nhà hàng nào cũng đóng cửa hết trơn, và nhà hàng này là ngày mai mới mở cửa. Mình tìm từ hồi sáng tới giờ, ngày mai họ mới mở cửa. Phải mua kem ăn cho đỡ đói rồi đến khi đi lại cái chỗ khác ăn thôi. Quá trời đói quá trời. Các bạn không tưởng tượng là mình quạo tới cỡ nào luôn, nó thiệt luôn á. Là tại vì từ mấy bạn biết mình đói là khoảng 4-5 giờ á, mà tới bây giờ 8 giờ mấy, 9 giờ cửa hàng nó mới mở cửa, nhà hàng nó mới mở cửa mà mình mới được ăn. Nãy về nãy giờ mấy bạn thấy là mình ăn toàn cái món lặt vặt, mấy món mà mình không hề thích không mà. Thì nó quả gì đâu á. Giờ vào thử cái cửa hàng này thử coi ăn nó có ngon hay không nha cả nhà. Đây là khung cảnh phía trong nhà hàng. Họ bài trí cũng rất là đơn giản, nhưng mà có mấy cái giống như mấy cái vật tượng trưng về biển ở trên vách tường. Mình tới đây á, thì mình thấy cái thực đơn của họ có nhiều đồ biển lắm, rất là trúng ý mình luôn. Trước khi mà ăn thì tụi mình uống rượu, uống một tí rượu. Rồi sau đó thì tụi mình chọn món. Và cái món của mình ăn á thì có rất là nhiều cá và toàn đồ biển thôi. Cái món này thì trộn với lại cái nếu mà ăn với spaghetti á, thì Linh thấy sẽ ngon hơn nhiều. Đẹp quá. Nhưng mà Linh không, giờ này tối quá, không có ăn spaghetti, nặng bụng lắm cả nhà ơi.
tại vì mọi người nghe Linh nói đó, họ ăn rất là trễ luôn. Họ ăn gì đâu mà bắt đầu buổi tối ăn 7-8 giờ tối mới ăn tối. Thì Linh không thể nào mà Linh ăn spaghetti được, dù là Linh rất là đói luôn. Cái cá này thì họ không có nêm nếm nhiều đâu nha cả nhà. Họ chỉ để giống như là cái nấu nước súp cà chua đó, nấu nước súp cà chua thôi mà hình như không có bỏ muối luôn á. Thức ăn thì rất là tươi, nói chung là tươi lắm. Nhờ cái độ tươi á, cho nên mình ăn mình không có ngán. Chứ nếu mà nó mà không tươi á, mà mình không có một tí gì nêm nếm á, thì ăn cực kỳ ngán luôn. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Và mọi người thấy Linh chia sẻ cái chuyến đi trong ngày hôm nay rất là dài và cũng hơi mệt nha cả nhà. Linh cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc cả nhà một ngày thật là vui. Và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giùm Linh nhé. Một lần nữa Linh cảm ơn thật.